Xem chia tay xin chào anh chị nhé. Hôm nay thì Hữu Duyên xem chia tay sẽ xem bàn tay cho các anh chị ở trên kênh. Nhưng trong Zalo của xem chia tay á, thì đa phần rất là nhiều anh chị đã gửi bàn tay, nhưng mà nam á, thì anh chị lại chụp tay phải cho nên gửi về cho xem chia tay. Cho nên là xem chia tay không có xem được như vậy. Nói chung là mình có thể là xem được tay phải, nhưng mà đúng á, xuất sắc thì chỉ có là 70% thôi. Còn đúng mà tay trái á, thì sẽ xem có thể là 80 hoặc 90, cũng có khi là 100 v.v. Thì hôm nay xem cho tay là một đoạn video ngắn này cũng xin thông báo với anh chị là nếu là nữ thì các chị hãy chụp tay phải ha, gửi về số Zalo 0347185898. Nếu là nam á, thì các anh nhớ chụp tay trái gửi về để cho xem cho tay tiện bề xem cho anh chị, chứ không có gửi lại tin nhắn và yêu cầu anh chị chụp lại bàn tay mới. Vì vậy rất mong rằng những anh chị nào xem được video này thì vui lòng làm theo hướng dẫn của xem cho tay là nam trái nữ phải ha. Thì ở đây anh chị cứ gửi về rồi Hữu Duyên xem cho tay sẽ xem cho tất cả anh chị và không để sót một ai nhé. Và một lần nữa xem cho tay xin cảm ơn anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của xem cho tay. Và xem cho tay xin chúc anh chị thân tâm thường an lạc. Và hôm nay xem cho tay xin chân thành cảm ơn anh chị và xin chào hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nhé. Xem chia tay xin chào anh chị nhé. Hôm nay Hữu Duyên á, thì xem chia tay xin giới thiệu về vân tay nguyên bảo, ý nghĩa là sao như thế nào. Và trong lúc hướng dẫn thì xem chia tay cũng vẽ lên lòng bàn tay để anh chị có thể hình dung. Và trong lúc xem video hướng dẫn về vân tay nguyên bảo thì anh chị nhớ nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ cho xem chia tay nhé. Thì thông thường là vân tay nguyên bảo có một số anh chị còn gọi là vân tay hình tuổi vàng hay là con thuyền bát nhã nhé. Thì theo nhân tướng học á, thì cho thấy những anh chị nào mà sở hữu tướng bàn tay mà có lòng bàn tay mà có hình thỏi vàng như xem chia tay vẽ đây, thì cho thấy những anh chị này có phần khá là nhiều may mắn, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc làm ăn lắm, đây có đường hạnh phúc và hôn nhân tình đỏ cả tình lẫn tiền ha. Và sau đây thì xem chia tay sẽ hướng dẫn cụ thể và đi vào chuyên đề nói về bàn tay có vân tay hình vân tay nguyên bảo ý nghĩa là sao như thế nào nhé. Trên con đường mà sự nghiệp của những anh chị này thì thăng tiến vượt bậc, rất là giỏi, hơn rất là nhiều người và tài vận theo đó cũng dồi dào, dư dả vô cùng. Và những anh chị này sẽ có một cái số mệnh là khá là giàu sang, phú quý, sang giàu từ lúc nhỏ sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhé. Và lớn lên thì làm ăn sẽ biết cách nắm bắt và giữ tài sản. Ví dụ như là những anh chị này sẽ nắm bắt cơ hội rất là nhanh, gọn lẹ và sẽ rất là vững vàng trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và cuộc sống của những anh chị này thì thăng hoa và thịnh vượng khó ai sánh bằng. Những anh chị khác thì không bao giờ sánh bằng những anh chị có vân tay hình thỏi vàng ở trong lòng bàn tay. Và những anh chị này là vốn người sinh ra để tạo ra của cải vật chất, dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa hay là môi trường nào cũng có thể là sinh ra một vốn, sinh ra rất là nhiều lời, một vốn sinh ra bốn lời nhé. Và những anh chị này thì giỏi tích tiểu thành đại, biết cách phát triển sự nghiệp để cải thiện tài chính của mình. Hơn nữa, kể cả khi có một tình hình tài chính ổn định và dư dả thì những anh chị này vẫn cố gắng làm thêm chứ không có tiêu pha, xá xỉ hay là lãng phí. Thay vào đó thì những anh chị này cũng biết cách đầu tư và quản lý tài sản để làm giàu thêm. Vừa rồi xem chia tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là vân tay nguyên bảo ý nghĩa là sao như thế nào. Và hôm nay xem chia tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nhé. Đầu tiên thì xem chia tay sẽ nói đến đó là nốt ruồi nằm ở trên gò thổ tinh ý nghĩa là sao như thế nào. Và trong lúc xem video của xem chia tay hướng dẫn, anh chị nhớ nhấn like, comment, đăng ký kênh ủng hộ cho xem chia tay xin chân thành cảm ơn anh chị. Những anh chị nào mà sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn tay, ở vị trí ngón tay giữa, ở trên gò thổ tinh, thì cho thấy rằng những anh chị này sẽ kết hôn với con nhà quyền quý, cao sang, đại trang, quý phái. Cũng như nữ thì gặp chồng có địa vị, mà nam thì gặp vợ trăm anh đại cát, con nhà phú quý. Và những anh chị này hoàn toàn sẽ bị lệ thuộc về bên gia đình chồng hay là bên gia đình vợ v.v. nha. Nếu anh chị có nốt ruồi gặp ở đây, nếu như anh chị có nốt ruồi ở đây thì cho thấy khi lập gia đình anh chị sẽ lấy được chồng hoặc là vợ, sẽ có địa vị và trăm anh đại cát, con nhà phú quý. Nhưng anh chị phải lệ thuộc và không có lời nói. Cũng như là anh chị vừa lệ thuộc
cũng như anh chị không có tiếng nói và cũng như là không có sự xem trọng từ những anh chị ở bên nhà đó. Ví dụ như là anh chị không có lời nói với em chồng hay là chị chồng hay là chú chồng hay là ai đó v.v. Cũng như là nam cũng vậy ha, không có nói được với em bên vợ hay là anh chị bên vợ. Lời nói của anh chị không có trăm gà ram nào hết tất cả. Ý nói đến nốt ruồi đó có một điểm xấu là như vậy. Thì cho thấy tiếng nói của anh chị không có được sự xem trọng từ người bên nhà trai hoặc nhà gái. Vì vậy cho nên là vị trí nốt ruồi này sẽ không tốt cho vấn đề hôn nhân. Mặt khác, nếu nốt ruồi của anh chị mọc ở trên gò thổ tinh, ở đây là nốt ruồi son, ở vị trí này thì mọi chuyện sẽ khác hẳn hơn và anh chị sẽ gặp khá là nhiều may mắn, gấp 2-3 lần nốt ruồi màu đen nhé. Vậy chủ nhân của nốt ruồi son này là một người có công danh, sự nghiệp hiển hách, giỏi giang, dễ dàng nổi tiếng và được nhiều người biết đến trong một lĩnh vực nào đó mà họ đảm nhiệm. Ví dụ là những anh chị này sẽ làm giám đốc công ty xí nghiệp cửa hàng cửa tiệm, hay là chủ tịch, hay là anh chị này làm việc gì gì đó dưới một người nhưng trên rất là nhiều người. Đó là những nốt ruồi son nha. Còn những nốt ruồi mà đen thì không được may mắn về vấn đề hôn nhân, nhưng mà anh chị làm ăn thì vẫn gặp được khá là nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Và tiếp theo thì Sam chia tay sẽ nói đến những anh chị có nốt ruồi ở dưới gò kim tinh, ý nghĩa ra sao, như thế nào nha. Và trong lúc hướng dẫn thì Sam chia tay cũng vẽ lên cho anh chị cùng xem nha, trên gò kim tinh. Nếu như anh chị nào sở hữu nốt ruồi ở ngón tay cái cũng như là trên gò kim tinh là điểm báo cho thấy cuộc sống của những anh chị này vô cùng thênh thang, sung túc, giàu sang, phú quý và không cần phải lo nghĩ tới chuyện cơm áo hay gạo tiền. Đặc biệt, càng lớn tuổi thì những anh chị này có khối tài sản khá là khổng lồ khiến nhiều người ghen tị. Cũng như trên con đường công danh và sự nghiệp luôn luôn được âm phò dương trợ, quý nhân giúp đỡ nên sẽ có cơ sở khá lớn từ rất sớm, tiền vận đã có nha. Trên con đường tình duyên cũng vậy, mối tình của những anh chị này sẽ gặp rất là nhiều may mắn, thuận lợi thành công đôi đường. Và đôi khi thì những anh chị này cũng gặp trắc trở và khó khăn ở trong vấn đề hôn nhân lứa đôi. Thì ở đây là trắc trở là như vậy, thì anh chị này có quen một hơi là 2 hoặc là 3 anh, cũng như là phụ nữ cũng vậy, cũng có thể là quen 2-3 anh, hay là nam cũng vậy, quen 2-3 cô. Cho nên là những anh chị này đứng giữa lưng chừng không biết chọn ai bỏ ai, thấy anh này cũng tội, thấy anh kia cũng dễ thương, hay là nam giới cũng vậy, thấy cô này cũng dễ thương, thấy cô kia cũng tội. Cho nên là những anh chị này cũng hơi bị rắc rối và trắc trở trong vấn đề hôn nhân. Nhưng sau khi kết hôn thì cho thấy những anh chị này sẽ vô cùng viên mãn và giống như là một vợ một chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc. Và những anh chị này sẽ được hưởng phúc lộc từ con cháu, và cũng như là có lộc nhờ chồng hoặc có lộc nhờ con, và cũng như là nam cũng vậy, được nhờ bên vợ và cũng như là có sự giúp đỡ của bên nhà vợ nhé. Và những anh chị này hậu vận không cần phải lo lắng về vấn đề tiền nong.